Vâng, à, xin chào, xin chào các nhà đầu tư, xin chào các anh chị. À, rất hy vọng những bài học mà trước đó, bây giờ và sau này sẽ giúp các anh chị à, trở thành những người có kiến thức trong lĩnh vực đầu tư về thị trường tiền kỹ thuật số, một lĩnh vực đang rất 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 phát triển, rất 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 hot và cũng có rất nhiều tranh cãi, rất nhiều hoài nghi và có một cái lý thuyết người ta nói rằng là gì ạ? Khi mọi thứ còn hoài nghi, còn tranh cãi, đấy là lúc chúng ta kiếm được tiền. Bao giờ đi ra ngoài đường, một người bán trà đá nói chuyện với bạn là họ cũng có một vài bitcoin, thì có lẽ lúc đó không còn chỗ để cho chúng ta kiếm tiền, đúng không ạ? À, tôi rất tiếc là tôi đã biết về thị trường bitcoin và thị trường coin khá là sớm từ những năm 2014, nhưng tôi không để ý, tôi không học hỏi và tôi bỏ qua. Đến cuối 2016, tôi cũng được nhiều người học trò, học viên mời chơi, nhưng mà tôi ngủ quên trên chiến thắng, tôi à làm Facebook quá là thành công và tôi kiếm được khá là nhiều tiền từ Facebook. Thế nhưng mà tôi không làm à coi và đến năm 2017 nó bùng nổ. Nó tăng trưởng từ 400 đô la, 500, 800, 1000, 10, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000, 12000, 15000, 17000, 19000 đô la. Tôi vẫn không chơi. Hãy cho đến tháng 9 năm 2017 tôi chính thức tỉnh ngộ và đã nhảy vào học hỏi và chơi tại thị trường này à, với kinh nghiệm đến bây giờ là 6 tháng à, chưa nhiều nhưng mà với khả năng học hỏi từ những người giỏi nhất với khả năng à, có điều kiện à, đọc được tiếng anh và đi nước ngoài học tập à, thì tôi đã dành rất nhiều thời gian ra hỏi và bây giờ tôi đã có một chút ít những kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn à, cho nên tôi muốn nói với các bạn đây là một thị trường rất tiềm năng và không biết khi nào nó sụp đổ cho nên chúng ta hãy vào sớm chúng ta hãy học hỏi và chúng ta hãy kiếm tiền từ nó Vâng ạ, bạn có nghĩ là tôi kiếm được tiền không ạ? Tôi kiếm được Nhiều hay ít thôi, chứ còn tôi kiếm được Tôi có bị mất tiền không ạ? Tôi không bị mất hay ít nhất là chưa bị mất Bởi vì tôi có những nguyên tắc đầu tư à, Những nguyên tắc này tôi sẽ trình bày với các bạn trong các bài học tiếp theo Vì CD khóa học của chúng ta rất là dài, rất là chi tiết và rất là kỹ lưỡng Bởi vì muốn trở thành một chuyên gia bạn sẽ cần đến 10.000 giờ để học, 10.000 giờ để làm Có đúng không ạ? Vâng và bài học ngày hôm nay thì là thuộc phần thứ hai nội dung à, phần thứ hai là tôi sẽ nói về tiền điện tử à, tiền điện tử là gì à, chúng ta hay nghe đến khái niệm tiền điện tử chúng ta hay nghe đến khái niệm an coi và trên thị trường hiện nay có bao nhiêu đồng tiền điện tử à, những đồng nào thì được gọi là tiền và những đồng nào không được gọi là tiền thì cái bài này sẽ là một bài lý thuyết thực tế để cho các anh chị và các bạn hiểu đấy chưa ạ thứ nhất đấy là tiền điện tử là gì hay còn gọi là tiền kỹ thuật số hay còn gọi là tiền thuật toán đúng không ạ và tiếng anh người ta gọi là cryptocurrency à, là một loại tiền tệ kỹ thuật số đúng không ạ được tạo ra bởi các cái thuật toán mã hóa phức tạp dựa trên các cái phần mềm mã nguồn mở hoặc là các phần mềm đóng do những cái đơn vị họ à, nghĩ ra đúng không ạ à, tiền thuật toán ở đây được à, giao dịch mua bán dựa trên hoàn toàn là cái môi trường internet và không à, chịu sự quản lý của các cá nhân hay tổ chức trung gian nào à, tất nhiên nó sẽ chịu sự uh, quản lý và điều chỉnh của các chính phủ nếu như các chính phủ muốn quản lý nó đúng không ạ ví dụ như là mỹ ví dụ như là nhật bản là họ có những cái pháp lý uh, quản lý rất là rõ ràng nhật bản là quốc gia đầu tiên có bộ luật đầy đủ tương đối đầy đủ và nhanh chóng uh, uh, để quản lý cái hoạt động kinh doanh cũng như là đầu tư thị trường tiền kỹ thuật số này và chính phủ đánh thuế và chính phủ thu hút các nhà đầu tư đến với nhật bản À, bỏ tiền vào các sàn của Nhật Bản rất là tốt đúng không ạ? Vâng, à, hiện nay thì trên thế giới có à, hàng nghìn các cái đồng tiền kỹ thuật số khác nhau. À, theo thống kê của Coin Market Cap thì hiện nay có khoảng 1.300 à, đồng tiền kỹ thuật số à, được liệt kê và có à, hàng trăm à, những cái đồng tiền khác được đẻ ra, được đẻ ra, sinh ra, tạo ra và các dự án à, được tạo ra rất nhiều hàng ngày. Mỗi ngày có hàng chục đến hàng trăm thậm chí cả nghìn các dự án đúng không ạ à, thậm chí như là chính phủ venezuela cũng đã phát hành một đồng tiền kỹ thuật số quốc gia à, dựa trên bản vị dầu mà chúng ta đã được đọc trong thời gian gần đây có đúng không ạ à, vâng à, khái niệm an coi là khái niệm như thế nào khái niệm an coi là khái niệm chỉ ra là tất cả những đồng tiền kỹ thuật số còn lại mà không phải là bitcoin như vậy bitcoin là một loại biểu tượng À, tiền tệ và nó không bị lẫn với bất kỳ loại an coi nào Những đồng tiền mà không phải là Bitcoin thì được gọi là an coi Chúng ta hiểu nôm na như vậy Như vậy có rất nhiều các đồng tiền kỹ thuật số phổ biến à, Như là à, ETH hay còn gọi là Ethereum đúng không ạ Ripple, XRP đúng không ạ Litecoin, LTC, à, Monero đúng không ạ XMR, à, Dashcoin đúng không ạ Hay là à, Ethereum Classic hay NEM à, Hay sell hay là stella đúng không ạ À, rồi thì rất nhiều rất nhiều à, các đồng tiền này Thì trong một cái video à, khác tôi sẽ à, nói về cái sàn à, thông tin à, CoinMarketCap Để hướng dẫn các bạn đầu tư, hướng dẫn các bạn học cách phân tích kỹ thuật dựa trên CoinMarketCap được chưa ạ, vâng Đấy là chúng ta đang nói về tiền thuật toán hay tiền kỹ thuật số là gì Đúng không ạ Và tiền kỹ thuật số hay tiền thuật toán là một số những cái đồng tiền được nhiều người được nhiều nhà đầu tư, được nhiều người hay những cái đơn vị kinh doanh ở trên mạng internet họ chấp nhận thanh toán và được sử dụng thanh toán à, trao đổi hàng hóa và dịch vụ một cách hữu hạn. À, bởi vì hiện nay cái số lượng chấp nhận thanh toán nó còn ít, đúng không ạ? Ví dụ như bitcoin đã, đã được chấp nhận thanh toán và được phép thanh toán tại nhật, nhưng mà những đồng khác rất nhiều đồng đang chưa được chấp nhận hoặc là chưa được chấp nhận phổ biến. À, thế thì à, phần lớn các đồng tiền ảo hiện nay là được ảo theo nghĩa là rất ảo đấy ạ vâng tức là nó không phải là tiền mà nó chỉ đơn giản là một dự án để nó kêu gọi đầu tư và nó kiếm tiền từ các nhà đầu tư cho nên chúng ta cũng hết sức thận trọng đúng không ạ à, việc phát hành các cái đồng tiền ảo hay là các đồng tiền thuật toán cũng được tuân theo những cái quy định quy tắc những cái thuật toán những phần mềm cụ thể để làm sao mà nó tối ưu hóa cái dự án đầu tư của họ À trên thế giới hiện nay có khoảng 4 năm cái đồng tiền nó thuộc hạng là top coin là rất là thành công, ví dụ như Bitcoin, Ethereum đúng không ạ? Ripple, à à Litecoin đồng của Trung Quốc đúng không ạ? Ngoài ra thì có một số các đồng khác à, cũng khá là phát triển như là Dog hay là à, Monero đúng không ạ? Vân vân. À, hoặc là đồng neo, đồng xem vân vân, kiểu kiểu như vậy chúng ta sẽ thấy à, dựa trên các cái yếu tố chúng ta có thể thấy tiền à, À, thuật toán hay là tiền kỹ thuật số cũng là một loại tiền tệ à, tất nhiên là chưa được phép công nhận à, nhưng mà nó có thể có tính năng giao dịch nó có thể có tính năng chuyển đổi giá trị và mang giá trị được chưa ạ vâng thì đấy là những cái khái niệm những cái hiểu biết cơ bản nhất về tiền kỹ thuật số à, thế thì ừ, chúng ta sẽ có một cái nội dung tiếp theo đấy là à, phân loại tiền kỹ thuật số hiện nay thì lên trên mạng chúng ta sẽ nhìn thấy À, có nhiều cái khái niệm ví dụ như là khái niệm về à, coi đúng ạ hay là khái niệm về à, à, token chúng ta vẫn thường nghe thấy thì những cái khái niệm này nó có ý nghĩa là như thế nào thì chúng ta cũng sẽ à, à, được trao đổi trong cái phần này được chưa ạ à, coin thì ở đây ngày xưa ấy, cái chữ coi trong tiếng anh nó chính là đồng tiền xu tiền xu à, ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn như là tôi có một chuỗi bán lẻ khi bạn mua hàng một cái iPhone như này bạn bỏ ra 20 triệu 22 triệu tiền Việt bạn mua thì tôi sẽ tặng bạn cửa hàng của tôi là Phan Anh Mobile thì tôi sẽ tặng bạn một cái khuyến mại có tên là Phan Anh Coi tức là một cái đồng xu đấy cái đồng xu đấy để là làm gì đồng xu đấy là đồng xu ảo hoặc là tích và thẻ tích điểm của bạn để sau này bạn đến mua hàng của tôi bạn sẽ dùng cái coi đó để trừ đi đấy là cái nguyên tắc thẻ tích điểm hay còn gọi là coi à, hoặc là tiền xu trong cái tiền thật những cái đồng nhỏ nhỏ mà giá trị rất thấp nó gọi là đồng tiền coi À, như vậy đúng không ạ? Nhưng kể từ khi à, ngày à, Satoshi Nakamoto đã cho ra Bitcoin, à, một cái từ ghép giữa là à, bit là một cái thuật ngữ trong internet đúng không ạ? Và coin là một cái đồng tiền và ghép vào nhau và um, bit chính là cái công nghệ số hóa đúng không ạ? Thế thì lúc này à, nó đã đẻ ra một cái loại hình mới người ta gọi là tiền kỹ thuật số và bản thân tôi với những cái hiểu biết còn rất là hữu hạn nhưng Tôi cũng tin tưởng rằng là tiền kỹ thuật số sẽ trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ trong các nền kinh tế à, của các quốc gia à, Tôi không biết nó là 5 năm tới hay 10 năm tới hay 20 năm tới nhưng tôi tin tưởng rằng à, với sự phát triển của công nghệ với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và à, với sự bùng nổ của internet cũng như là toàn cầu hóa nền kinh tế thì chắc chắn à, tiền kỹ thuật số à, Bitcoin và những cái đồng tiền khác nữa sau này nó sẽ được đẻ ra rất nhiều. À, sẽ làm thay đổi à, cái cục diện về thanh toán và cái quá trình con người sử dụng tiền, đúng không ạ? Vâng, à, thì cái phần này tôi cũng không nói về lịch sử làm gì cả. Ví dụ lịch sử như là à, Bretton Woods, rồi thì à, đồng tiền bản vị vàng, rồi thì neo tỷ giá vào đô la và những đồng tiền mạnh vân vân, thì đấy nó là kiến thức lịch sử về tiền tệ. À, tôi không có thời gian để trình bày, nhưng mà tôi muốn phân tích với bạn là trong cái tiền kỹ thuật số thì người ta là có các đồng coi à như là Bitcoin hay là Ethereum hay là Litecoin vân vân, được chưa? Và nó có một cái thuật ngữ nữa mà chúng ta thường thấy, à, đó là chúng ta thấy đó là gọi người ta gọi là token, token đấy tiếng tiếng Việt đọc là token đấy đúng không ạ? Token là một cái sản phẩm dạng tài sản kỹ thuật số và cho phép là người dùng được tương tác à, và nhận được cái lợi ích từ à, cái tài sản số này. À, để mà trong thế giới thật thì à, token có tương tự như là cái vé hay là một cái Uh, một cái 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 tích hay là một cái uh, một cái đồng mà một, một cái chứng nhận để là bạn đã uh, mua một cái gì đó để bạn tham dự vào uh, cái hoạt động đó thì đấy chính là cái ý nghĩa của token và hiện nay thì uh, token hay là token ấy uh, là uh, được phát hành dưới dạng các ICO, uh, ICO, ICO đấy đúng không ạ? Họ phát hành rất là nhiều uh, những cái dự án kinh doanh như vậy để À, kêu gọi các vốn đầu tư và người ta lấy những cái đồng tiền đó và đổi lại người ta sẽ phát hành à, cái token nó cho chúng ta và sau này nếu như mà cái token đó mà được lên sàn thì nó sẽ trở thành các đồng coi để giao dịch à, đại khái chúng ta hiểu như vậy thì hiện nay ở trên mạng chúng ta vào chúng ta search hoặc là chúng ta thấy quảng cáo có rất nhiều các dự án ICO người ta phát hành các token à, hoặc là chúng ta vào uh, coinmarketcap.com thì chúng ta sẽ thấy có những cái dạng là dạng COIN À, có coi đào, coi sản xuất, à, có token là cái à, là cái dạng là là tài sản số đúng không ạ? người ta sẽ phát hành token, người ta không dùng các thuật toán đào à, như vậy. À, trong cái đồng coi thì có hai dạng là coi đào miner à, ví dụ như bitcoin là dạng coi đào còn có coi sản xuất tức là nó tạo ra luôn và token là cái dạng mà chỉ cho phép chúng ta làm cái mã như vậy thôi. À, thế thì đấy là một số những cái kiến thức căn bản về như thế nào là tiền ảo. À, thế nào là an coin và bitcoin à, coi đào coi sản xuất đúng không ạ à, thì tôi sẽ à, hướng dẫn các bạn chi tiết hơn trong một cái video khác à, và giới thiệu một số những cái đồng tiền nó thuộc dạng là top coin như vậy để chúng ta có thể giao dịch à, trên thị trường thì người ta hay dùng cái thuật ngữ là top coin tức là nói những cái coin hàng đầu được giao dịch nhiều và coin rác là những cái coin linh ta linh tinh người ta phát hành rất nhiều thì thực ra đối với những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp thì coi nào cũng được là coi token cũng được không quan trọng tức là chúng ta hãy quan niệm là coi nào giúp chúng ta kiếm tiền thì đó là coi tốt còn coi nào giúp chúng ta mất tiền thì đó là coi xấu chứ đừng có thần thánh hóa là cái coi a này nó tốt hơn cái coi b công nghệ của cái coi c này nó tốt hơn cái coi d thực ra cái sự khác biệt giữa các cái đồng coi về mặt thuật toán là có nhưng không nhiều Ví dụ như Bitcoin với ETH đúng không ạ? Thì à, công nghệ của ETH nó sẽ tốt hơn công nghệ của Bitcoin nhưng giá của ETH không bằng giá của Bitcoin, đúng không ạ? Hay là những cái đồng coin sau này à, nó ra đời như là FOIN vân vân thì nó cũng có thể là ừ, có những cái công nghệ rất mới và những cái công nghệ tốt hơn nữa. Nhưng dù công nghệ nào thì nó cũng đều dựa trên nền tảng blockchain hết. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Và tôi có một cái quan điểm là đồng coin nào giúp bạn kiếm tiền thì coi đó là coi tốt còn đồng coi nào mà làm cho bạn mất tiền thì đấy là đồng coi xấu, đừng thần thánh quá, đừng nghĩ rằng là công nghệ sẽ đem lại doanh số bởi vì hiện nay trên thị trường có hàng nghìn đồng coi đang có mặt và có những đồng coi là sẽ à, biến mất sau một vài ngày, à, có những đồng coi đã được lên sàn nhưng sau đó là bị xóa ra khỏi sàn, có những đồng coi mới ra đời nhưng mà lại tăng trưởng rất nhanh, à, nó phụ thuộc vào khẩu vị của nhà đầu tư, nó phụ thuộc vào chiến lược marketing của à, cái đồng coi đó của cái mô hình kinh doanh đó nó phụ thuộc vào tầm nhìn của cái tập đoàn của những cái cá nhân tổ chức mà phát hành cái đồng coi đó đúng không ạ hãy thử tưởng tượng những công ty lớn à, như là facebook như là amazon như là microsoft như là những cái tổ chức à, của những cái tập đoàn lớn như là samsung hay lotte ví dụ như vậy họ có thể tung ra đồng coi của riêng mình thì lúc đấy giá trị của nó sẽ rất lớn đúng không ạ trong tương lai thì à, những cái đồng coi thanh khoản lớn À, những cái đồng coi của chính phủ, những cái đồng coi của tập đoàn, à, những cái đồng coi có giá trị, à, những cái đồng top coi là những cái đồng mà sẽ được à, đầu tư nhiều và sẽ được quan tâm nhiều và giá trị của nó sẽ tăng bền vững. À, còn thị trường coi nó có thể sụp đổ hay không thì không ai dám trả lời. Chỉ biết rằng là thị trường coi hiện nay đang rất sôi động và chúng ta đừng đứng ngoài cuộc chơi, được chưa ạ? Vâng, à, thì tôi xin phép chia sẻ một số những cái nội dung mang tính chính lý thuyết để giúp các bạn hiểu rõ hơn à, như thế nào là các loại coi, được chưa ạ? À, thông tin như vậy ở trên mạng có rất nhiều. À, các bạn có thể mua các cuốn sách hoặc là đọc các cái trang chính thức nhất là các trang bằng nước à, tiếng nước ngoài à, như là Bitcoin talk org hay là bitcoin.org hoặc là những trang của Việt Nam để tham khảo thêm. À, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. À, xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.